Kính thưa quý thầy cô, hôm nay em xin phép được trình bày về cập nhật điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản hay gọi tắt là GERD. Nội dung của bài trình bày gồm có hai phần. Phần đầu tiên là cập nhật một số phương pháp điều trị GERD và phần thứ hai là cập nhật các hướng dẫn điều trị, bao gồm hướng dẫn về điều trị GERD nhẹ trung bình, GERD kháng trị và biểu hiện GERD ngoài thực quản. Về nguyên tắc điều trị thì theo Tổ chức Tiêu hóa Toàn cầu năm 2017, thì nguyên tắc cơ bản của điều trị GERD là can thiệp lối sống và giảm axit trong lòng thực quản bằng cách trung hòa axit tại chỗ hoặc là ức chế tiết axit dạ dày bằng thuốc. Trong những trường hợp mà không đáp ứng với thuốc thì chúng ta có thể can thiệp với phẫu thuật, thủ thuật nội soi chống trào ngược. Về các yếu tố lối sống và chế độ ăn liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì một tổng quan hệ thống vào năm 2021 ghi nhận như sau: bệnh nhân ăn đêm thì tăng nguy cơ GERD lên 5.08 lần, bỏ ăn sáng là 2.7 lần, ăn nhanh là 4 lần, hoặc là ăn thêm sau khi ăn no rồi thì tăng lên 2.85 lần. Bệnh nhân ăn chay thì giảm nguy cơ trào ngược 66%, bệnh nhân mà ăn nhiều chất béo thì nguy cơ trào ngược tăng lên 7.5 lần. Những bệnh nhân ăn trễ, tức là từ khi ăn đến khi ngủ, dưới 3 giờ thì nguy cơ trào ngược tăng lên 7.45 lần. Những bệnh nhân mà tập thể thao trên 30 phút một ngày và trên 3 lần trong một tuần thì giảm nguy cơ trào ngược 30%. Ngoài ra các yếu tố khác như thuốc lá, rượu và tình trạng tâm lý kém cũng làm tăng nguy cơ trào ngược với cái nguy cơ từ 1.2 cho đến 1.3 lần. Một cái phân tích tổng hợp vào năm 2020 thì cho thấy rằng hiệu quả của vấn đề tập thở, ở đây là thở bụng, trên bệnh nhân GERD thì cho thấy tập thở có thể làm giảm triệu chứng của GERD với cái OR là 1.36. Về vấn đề thuốc thì chúng ta sẽ đề cập đến những nghiên cứu mới liên quan đến những cái thuốc chống trào ngược. Đầu tiên là ICNAP, thì đây là một cái phân tích tổng hợp và tổng quan hệ thống vào năm 2017 thì ghi nhận rằng ICNAP thì có hiệu quả hơn placebo hay antacid trong điều trị triệu chứng GERD với cái OR của nó là 0.58, với cái OR là 4.42, tức là hiệu quả hơn so với antacid và placebo là 4.42 lần. Và khi so sánh với ức chế bơm proton hay ức chế thụ thể H2 thì ICNAP có vẻ như là ít hiệu quả hơn với cái OR là 0.58 nhưng lại không có ý nghĩa thống kê. Một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên khác thì so sánh ICNAP với placebo khi thêm vào cái liệu pháp ức chế bơm proton ở những bệnh nhân mà kháng với cái đáp ứng bơm proton hoặc là không đáp ứng đầy đủ, thì họ nhận thấy rằng khi thêm ICNAP vào với ức chế bơm proton thì nó cải thiện những cái triệu chứng trào ngược một cách rất là có hiệu quả và có ý nghĩa thống kê. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên khác cho thấy hiệu quả của ICNAP so với cái antacid mà không có ICNAP trong vấn đề ức chế túi axit và những cái trào ngược sau ăn ở bệnh nhân béo phì sau cái bữa ăn tối muộn. Thì kết luận như sau: đối với bệnh nhân béo phì sau khi ăn tối muộn thì ức chế túi axit của cái ICNAP nó có hiệu quả hơn antacid không có ICNAP. Tuy nhiên cả hai đều có hiệu quả đối với những trường hợp trào ngược axit sau ăn, có thể là do béo phì nó đẩy các hợp chất này lên gần nhau hơn. Một cái tổng quan hệ thống bao gồm những kết hợp của 22 cái ACT cho thấy rằng cái vai trò của monoprazan trong vấn đề điều trị GERD. Monoprazan là thuốc ức chế axit cạnh tranh kênh kali, thì nó lại giúp duy trì điều trị các triệu chứng GERD cao hơn so với thuốc ức chế bơm proton. Tuy nhiên đây là cái nghiên cứu so sánh gián tiếp thông qua cái omeprazole, do đó chúng ta cần có những cái nghiên cứu so sánh trực tiếp giữa monoprazan và ức chế bơm proton. Và một cái nghiên cứu khác cũng khá là mới vào năm 2021 cho thấy rằng là khi monoprazan sử dụng kéo dài thì có hiệu quả trong những tình huống mà GERD kháng với ức chế bơm proton. Kết luận sau một năm điều trị thì nó giúp cải thiện các triệu chứng GERD ở bệnh nhân GERD kháng PPI,
và các tác dụng phụ của vonoprazan này thì so với placebo thì nó không có khác biệt. Một nhóm thuốc thứ hai đó là nhóm prokinetic. Đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2020 về cái hiệu quả của mosaprine khi phối hợp với ức chế bơm proton trong điều trị vợt, thì bao gồm 9 cái thử nghiệm lâm sàng chứng. Kết quả cho thấy rằng mosaprine kết hợp với ức chế bơm proton thì cải thiện đáng kể cái điểm số triệu chứng sau điều trị, và cái hiệu quả của nó cao hơn hẳn so với cái ức chế bơm proton đơn thuần. Và cũng trong 2021, khi một cái tổng quan hệ thống và phân tích hệ thống bao gồm những cái thử nghiệm lâm sàng chứng ngẫu nhiên về vấn đề kết hợp giữa cái prokinetic với thuốc ức chế bơm proton trong điều trị vợt, và bao gồm 16 nghiên cứu, gần 1.500 bệnh nhân, thì cho thấy rằng khi phối hợp với prokinetic, PPI phối hợp với prokinetic thì giảm đáng kể các triệu chứng toàn thể của vợt, bất kể prokinetic loại nào, độ nặng của vợt và chủng tộc. Ngoài ra, PPI khi phối hợp với prokinetic ít nhất trong 4 tuần lễ thì hiệu quả hơn so với PPI đơn trị liệu trong cải thiện triệu chứng toàn thể. Một cái thuốc nữa bảo có tác dụng là bảo vệ niêm mạc là sucralfate. Sucralfate trước đây được khuyến cáo trong điều trị vợt ở phụ nữ có thai. Cái sucralfate mới này là sucralfate repolymerase, thì họ thấy nó có vai trò trong điều trị vợt, đặc biệt là những cái vợt mà có tình trạng viêm thực quản. Nó tạo ra có tác dụng bảo vệ niêm mạc của đường tiêu hóa, tạo một cái hàng rào bảo vệ, đó là phối giữa sucralfate và mucin mà có một cái hiệu quả rất là cao. Thì kết quả cho thấy rằng là trong 7 ngày điều trị ở những bệnh nhân mà có viêm thực quản da trào ngược, thì khi so sánh với antacid, ranitidine và omeprazole á, thì sau 7 ngày thì khả năng mà sucralfate loại này mà chữa lành đáng kể cái viêm thực quản trào ngược gần 90%, và sau 28 ngày thì hiệu quả còn tăng lên hơn nữa. Trong vấn đề giảm triệu chứng thì cái sucralfate loại prepolymerase này thì nó giảm các triệu chứng ở nấm, cảm giác trào ngược và đau sau xương ức đều cao hơn rất là nhiều so với cái placebo. Và cái nhóm thuốc kế tiếp là baclofen trong cái phân tích tổng hợp. Gần đây cũng cho thấy rằng là baclofen có chứng cứ là một cái phương pháp hữu ích trong điều trị vợt. Tuy nhiên cần nghiên cứu được thiết kế tốt hơn. Và tất cả các nghiên cứu đều ghi nhận rằng baclofen được dung nạp tốt, tác dụng phụ thì mức độ từ nhẹ cho đến trung bình. Một cái nhóm thuốc mà trong điều trị rối loạn lipid máu là nhóm statin, thì phân tích tổng hợp vào năm 2019 bao gồm những cái ACT á, thì cho thấy rằng là cái statin á, ở những người sử dụng statin thì nguy cơ bị vợt có thấp hơn so với những người không sử dụng statin, mặc dù nó không có ý nghĩa thống kê, do đó cũng cần những nghiên cứu nhiều hơn. Cái vấn đề mà gợt vào đêm và rối loạn giấc ngủ á, cũng được đề cập nhiều. Trong một cái nghiên cứu này năm 2020, trong một cái tổng quan hệ thống thì cho thấy rằng là giữa gợt và rối loạn giấc ngủ là một cái mối liên quan hai chiều, tức là khi rối loạn giấc ngủ thì gây ra các triệu chứng gợt, và cái gợt này cũng gây lên triệu chứng rối loạn giấc ngủ. Do đó mà trong vấn đề điều trị những cái gợt về đêm á, bên cạnh những cái phương pháp thông thường điều trị gợt thì họ có đề cập đến những cái thuốc mà giúp cải thiện và duy trì giấc ngủ, trong đó có melatonin. Thì melatonin á, đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp cho thấy rằng là cái melatonin hoặc chất chủ vận thụ thể melatonin trong điều trị gợt thì nó có hiệu quả trong vấn đề cải thiện giấc ngủ và cải thiện luôn các triệu chứng của gợt, bao gồm cả những cái đánh giá tổng thể, thang điểm các chỉ số hoặc là sử dụng bất kỳ công cụ nào đều thấy có cái hiệu quả. Cái nhóm thuốc bảo vệ niêm mạc đường tiêu thực quản dạ dày là ribavirin, thì bước đầu có những cái nghiên cứu vào năm 2019-2020 thì cho thấy rằng nó có cái hiệu quả bổ ribavirin khi phối hợp với ức chế bơm proton hoặc là sử dụng một mình trong vấn đề điều trị các triệu chứng của gợt. Và nhóm thuốc cuối cùng là nhóm thuốc điều hòa thần kinh hay là cái nhóm thuốc điều hòa cảm giác đau, thì nhóm thuốc này nó có cái hiệu quả trong điều trị những trường hợp mà rối loạn thực quản chức năng, tức là bệnh nhân gợt hoặc là bệnh nhân được chẩn đoán nhầm là gợt nhưng mà thực sự nó là rối loạn thực quản chức năng, ví dụ như là tăng nhạy cảm thực quản hay là ở nấm chức năng,
thì cái vai trò của thuốc điều hòa thần kinh này trong vấn đề giảm triệu chứng rất là lớn, đặc biệt ở những bệnh nhân mà kháng trị, tức là kháng PPI. Và một vấn đề nữa cũng được đề cập đó trong là trong tạp chí năm 2020, những cái phân tích tổng hợp bao gồm 17 cái nghiên cứu RCT trên gần 7.000 bệnh nhân, thì họ trả lời là vấn đề là tiệt trừ Helicobacter pylori này có làm nặng lên các triệu chứng của GERD hay không. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng là tiệt trừ vi khuẩn H. pylori có thể dẫn đến những cái viêm thực quản do GERD mới xuất hiện. Tuy nhiên vấn đề tiệt trừ này không ảnh hưởng đến tỷ lệ chữa lành cũng như tỷ lệ tái phát của GERD. Em xin phép được qua phần thứ hai là những cái hướng dẫn về điều trị mới trong năm 2020-2021. Đây là cái hướng dẫn đồng thuận và khuyến cáo về điều trị những cái GERD nhẹ trung bình ở vùng châu Á Thái Bình Dương năm 2021. Trong này chúng ta thấy là trong cái hội đồng này có sự tham gia của hai chuyên gia người Việt Nam, đó là phó giáo sư Quách Trọng Đức và giáo sư Trần Văn Huy. Thì đánh giá cái mức độ GERD nhẹ đó là họ biết có những cái triệu chứng trào ngược nhưng mà rất là dễ dàng dung nạp. Còn đối với trung bình đó là những có những cái khó chịu về triệu chứng trào ngược có thể ảnh hưởng đến những cái hoạt động thông thường nhưng vẫn dung nạp được. Thì cái đồng thuận này, cái khuyến cáo này, khuyến cáo điều trị như sau: đối với những cái GERD nhẹ và trung bình thì đầu tiên chúng ta can thiệp vào lối sống, giống như là tránh ăn tối muộn nè, giảm uống rượu, hút thuốc lá, chúng ta nằm kê cao đầu giường. Nếu không hiệu quả thì chúng ta sử dụng ICNAP. Nếu vẫn không có hiệu quả, triệu chứng vẫn còn thì chúng ta phối hợp theo PPI, thuốc chế bơm proton. Nếu phối hợp này có đáp ứng cải thiện triệu chứng thì chúng ta có thể duy trì bằng ICNAP hoặc là chúng ta sử dụng PPI từng đợt hoặc theo nhu cầu. Liên quan đến vấn đề GERD kháng trị á, thì chúng ta có một cái đồng thuận của cái hiệp hội vận động và thần kinh đường tiêu hóa của Hoa Kỳ. Cái tuyên bố thứ hai thì họ cho cái định nghĩa về GERD, triệu chứng GERD kháng trị, đó là những cái đáp ứng không hoàn toàn hoặc là không đáp ứng với một cái liều ổn định PPI trong một cái thời gian ít nhất là 8 tuần lễ và những bệnh nhân đã được có bằng chứng là có GERD trước đó. Và ở tuyên bố thứ ba, đó là dựa vào những cái thử nghiệm ngẫu nhiên thì người ta thấy có 1/3 GERD, 1/3 bệnh nhân GERD điều trị PPI liều chuẩn nhưng mà có cái đáp ứng không đầy đủ ở tuần thứ 8 điều trị, hoặc là đáp ứng trên nội soi không đủ, tức là cái vẫn còn cái tồn tại cái viêm thực quản trên nội soi mặc dù là liều PPI chuẩn. Thì là ở những bệnh nhân mà viêm trào ngược ở mức độ cao, về các nguyên nhân của GERD kháng trị thì là ngoài những nguyên nhân ví dụ là bệnh nhân do cái ức chế tiết axit không đủ, thì còn có chúng ta nên để ý đến cái nguyên nhân là rối loạn về chức năng thực quản. Tức là những bệnh nhân này có thể là được chẩn đoán nhầm là GERD nhưng đó là những cái rối loạn về chức năng thực quản, ví dụ như là ở đóng chức năng hoặc là tăng nhạy cảm thực quản, hoặc là bệnh nhân là có kèm theo những cái rối loạn chức năng thực quản, thì đôi khi chúng ta điều trị những phương pháp thông thường thì nó vẫn không cải thiện triệu chứng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng để ý đến những cái chẩn đoán khác mà không liên quan đến GERD. Thì một cái nghiên cứu vào năm 2015 cho thấy rằng là những bệnh nhân mà không đáp ứng với PPI, với điều trị ở liều 2 lần một ngày thôi á, thì có thể là bệnh nhân không phải là GERD mà bệnh nhân là bị rối loạn chức năng thực quản, có thể là ở nóng chức năng chiếm lên đến 55,13%, hay là ở nóng chức năng hoặc là tăng nhạy cảm thực quản lên đến 35,9%, và tổng số cái số bệnh nhân mà bị rối loạn chức năng thực quản bởi hai cái loại này á, thì lên đến 90%, chỉ khoảng 10% là bệnh nhân thật sự là GERD. Cũng một cái nghiên cứu khác thì bệnh nhân mà chắc chắn là GERD trước đó rồi nhưng mà điều trị PPI không có đáp ứng, thì họ thấy có một cái chồng lấp ngoài cái GERD, bệnh nhân có thể kèm thêm là khoảng 62,5% là ở nóng chức năng và 12,5% là tăng nhạy cảm thực quản. Thì đối với những bệnh nhân mà có cái rối loạn thực quản chức năng đi kèm hoặc là có rối loạn chức năng thức ăn thôi á, thì cái vai trò của thuốc điều hòa thần kinh hay là những cái thuốc mà điều trị điều hòa cái cảm giác đau nó rất là quan trọng. Một cái cũng trong cái đồng thuận này thì trong cái hướng dẫn điều trị như sau: đối với những cái GERD kháng trị thì đầu tiên chúng ta vẫn là thay đổi lối sống như giảm cân, chúng ta tránh ăn trễ, chúng ta cho bệnh nhân ngủ với cái cây ca nâng cao đầu giường, bệnh nhân nằm nghiêng trái, nằm nghiêng bên trái. Sau đó là chúng ta phối hợp thêm tối ưu hóa những cái PPI nếu bệnh nhân vẫn chưa hiệu quả, ví dụ như chúng ta uống PPI đúng là 30 đến 60 phút trước bữa ăn,
chúng ta có thể tăng liều lên gấp đôi hoặc là chúng ta chuyển sang những cái PPI khác mạnh hơn và có thể xem xét đến nhóm thuốc ức chế acid mà cạnh tranh kênh kali. Là ngoài ra có thể thêm những cái thuốc khác, ví dụ như chúng ta xem xét thêm ức chế thụ thể H2 vào những cái trường hợp mà ngược về đêm, xem xét đến baclofen hoặc là những cái tác nhân bảo vệ niêm mạc tại chỗ và isoniazid, và cuối cùng là những phương pháp điều trị ngược xâm lấn liên quan đến phẫu thuật và thủ thuật. Cuối cùng là cái hướng dẫn về điều trị các những cái biểu hiện mà gần ngoài thực quản của cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 về những bệnh nhân mà có cái triệu chứng ngoài thực quản cộng với triệu chứng gần điển hình. Và ví dụ như ở nóng ở trớ thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái PPI điều 2 lần một ngày trong 6 đến 8 tuần. Còn nếu những bệnh nhân mà có triệu chứng gần ngoài thực quản mà không có triệu chứng gần điển hình thì chúng ta cho các bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng vì dị ứng về hô hấp họ đánh giá. Nếu không tìm thấy những cái bệnh lý nào khác thì có thể thử điều trị bằng PPI 2 lần một ngày trong 6 đến 8 tuần. Nếu mà bệnh nhân cải thiện thì sau đó chúng ta có thể điều chỉnh liều. Còn nếu bệnh nhân vẫn còn triệu chứng vẫn còn tồn tại thì chúng ta đánh giá xem nếu bệnh nhân này nghi ngờ gợt rất là cao, tức là trước đó đã được chẩn đoán là gợt rồi, là BMI trên 25, thì xem xét là có thể là bệnh nhân này có cùng thêm các bệnh lý ở ngoài đường tiêu hóa nữa, ví dụ như heo hoặc phổi vân vân. Và chúng ta sẽ đánh giá lại bằng các pH monitoring phối hợp với trở kháng on therapy, tức là đang uống PPI. Còn những trường hợp mà ít nghi ngờ về gợt BMI dưới 25 thì chúng ta làm test PPI, tức là theo dõi cái pH monitoring mà ngưng PPI, off therapy và xem xét các chẩn đoán khác. Kết luận lại thì nghiên cứu phân tích tổng hợp mới cũng như những cái nghiên cứu mới thì cho thấy rằng là isoniazid hiệu quả hơn antacid, và isoniazid khi phối hợp với PPI thì hiệu quả hơn APPI đơn độc. Cái nhóm thuốc mà monoprazan này nó có thể giúp cải thiện triệu chứng ở bệnh nhân gợt kháng PPI. Phối hợp prokinetic với PPI thì có hiệu quả hơn với PPI đơn thuần. Một số thuốc như melatonin, baclofen và statin thì bước đầu cho thấy có hiệu quả. Riêng cái nhóm statin thì thấy rằng là có hiệu quả nhưng mà không có ý nghĩa thống kê. Vấn đề tiệt trừ H. pylori thì không ảnh hưởng đến tỷ lệ chữa lành và tái phát của gợt. Và các cái khuyến cáo gần đây thì cho thấy rằng isoniazid là chọn lựa đầu tiên đối với gợt nhẹ và trung bình. Đối với gợt kháng trị thì chúng ta thay đổi lối sống tối ưu cái vai trò của PPI và chúng ta có thể thêm những thuốc khác. Lưu ý rằng là đối với gợt kháng trị thì có thể do trầm lấp với ở nấm chức năng hay viêm thực quản nhạy cảm, hoặc là chúng ta chẩn đoán nhầm là ở nấm chức năng và viêm thực quản nhạy cảm, thì lúc đó cái vai trò của thuốc điều hòa thần kinh trong vấn đề điều trị rất là lớn. Và cuối cùng là triệu chứng gợt ngoài thực quản sau khi loại trừ các nguyên nhân khác thì có thể điều trị thử PPI 2 lần một ngày trong 6 đến 8 tuần. Em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô.